Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về thứ nhất là hỗ trợ cho chị Mãn ở huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk về cái cách mà làm cành cho nó thông thoáng. Thì qua như khảo sát và hỏi thăm vườn của anh á, thì thấy rằng cái tiết là cây của anh được 3-4 năm tuổi rồi, có những cây 3 năm, có nay 4 năm. Thì hồi giờ anh nói anh cũng chưa có làm cành gì hết, anh cũng để theo tự nhiên á, thì năm ngói thì được có 1-2 tạ, nói chung mà ra hoa nhưng rộng hết. Cái thứ hai nữa là cái những cái cây của anh làm cành nó chưa được thông thoáng và chưa có thế, anh cứ để cao lại. Thì hôm nay anh cũng cần hỗ trợ kỹ thuật bên trái cây thông thoáng đến vườn để hướng dẫn anh tạo tán lại ban đầu nha. Cái này mình nhắc bà con là tạo tán lại ban đầu nha, chứ không phải là mình nói làm cành để ra hoa. Vì nếu làm cành ra hoa chúng ta sẽ có cách làm cành khác, mà làm cành cải tạo thế tán của cây thì nó có những cái thế khác. Thì cái clip này mình quay thứ nhất là cải tạo lại cái thế của cây để cho sang năm tới nó sẽ ra chồi và đạt được năng suất cao hơn. Vấn đề thứ hai nữa là bơ năm nay á, nó ra hoa rất là sớm. Về cái nguyên nhân mà ra sớm này, thứ nhất là thời tiết năm nay nó thất thường, nói chung lượng nước mưa rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là những cây bơ mà hồi trước nó ra hoa mà nó không đậu trái thì dinh dưỡng và nó sung sức lên, nên dẫn đến là tình trạng làm nụ hoa sớm. Và cái điều chú ý ở đây mình nhắc nhở bà con nha, thì hầu như á, những cây bơ nó ra hoa á, là những cây bơ thứ nhất là nó nghèo dinh dưỡng nè, cái thứ hai nữa là nó không phát triển đâm chồi nảy lọc thì nó dễ ra hoa sớm hơn. Vì thế nên mình khuyên bà con một số cái nhu cầu mà bón phân bà con á, mà nếu bà con bón nhiều phân quá thì cây sẽ tươi tốt, thì khi mà ra cái nụ đó, một cái nụ đó là hoa, hai cái nụ đó là ngọn, nên bà con phải cân nhắc. Mình nhắc nhở lại là cái nụ đó một là hoa, hai là chồi. Nếu bà con bón phân không đúng hợp lý chế độ của nó thì nó sẽ phát thành ngọn hết, thì cái khả năng mà làm phân hóa mầm hoa rất là khó đối với cây bơ. Còn nếu bà con có chế độ bón phân dinh dưỡng nó phù hợp á, thì cái khả năng mà làm nụ kích hoa thì nó rất là dễ hơn so với cái lượng mà bà con bón nó dinh dưỡng quá nhiều. Thì clip này mình quay cũng rất là dài và rất là chi tiết về cái tình hình mà hướng dẫn và chỉ cho con nông dân tại vườn những cái ngọn nào, những cái chồi nào quan trọng và chúng ta cắt bỏ và không cắt bỏ, để những cái cây này chúng ta để lại để nó ra trái ra hoa. Thì đây thì mình sẽ làm từ từ dần dần để cho con xem và hướng dẫn chi tiết cho bà con nông dân tại vườn luôn này. Clip này mình quay rất là dài nha, bà con cứ theo dõi và làm theo những cây bơ này. Nên mình nhắc lại là cây bơ này là tạo tán lại để cho sang năm ra hoa nha. Đây là cây bơ đã 3-4 năm rồi, anh để ngọn rất là cao, cao tới gần là 4,5-5 m. Thì qua clip này mình sẽ quay rất là chi tiết cho bà con về cách làm cành như thế nào để cho hiệu quả, và những thắc mắc của bà con nông dân tại vườn cũng được mình chia sẻ và hướng dẫn cụ thể, và cách bón phân làm cành để cho vụ bơ 2018 nó được hiệu quả và năng suất cao hơn. Thì vấn đề mà bà con luôn luôn sợ là trong giai đoạn mà ra hoa mà bị gặp mưa thì hoa sẽ rộng hết. Thì cái vấn đề này bên trái cây thông mùa lắc sẽ đưa ra một biện pháp tối ưu nhất để cho bà con có được cái lượng hoa nhất định và lượng trái nhất định, không bị rộng như năm 2017. Thì đây là bà con cứ tham khảo về cái clip làm cành trước đã. Rồi ở những clip tiếp theo và tới mùa mà làm bông á, mình sẽ quay những clip hướng dẫn bà con về cách phun thuốc và phun những loại thuốc nào để cho cây bơ nó hiệu quả và không bị rụng hoa. Bà con có được một năng suất cao để cho mùa màng 2018 mà được giá trị cao hơn. So với 2017 thì sản lượng nó mất rất là nhiều đối với bà con ở Buôn Hồ Đắk Lắk nói riêng á, và toàn bộ năm tỉnh Tây Nguyên nói chung. Đây bắt đầu thì bà con cứ theo dõi clip nha. Mình quay cũng rất là cụ thể về cái tình hình mà làm cành cây bơ này. Mình nhắc lại là cây này là tạo tán để cho sang năm tới cây phát triển ăn. Nếu mà trong giai đoạn này thì thật sự làm cũng rất muộn rồi. Thì vườn này là mình hỗ trợ con nông dân vào ngày 8 tháng 11 2017 này. Thì mình quay clip này để con xem và tham khảo. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh nha, để theo dõi tất cả các clip về cách làm cành, tỉa cành, tạo tán trong thời gian nào. Thì thời gian này mình nói là bà con làm cành thì nó cũng hơi muộn, nên cái phương pháp là phương pháp tạo thế lại cho năm 2018. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi nha.
cây này cũng khước đó, cây này cũng khước, mà con nhìn xem. Đó là kỹ thuật trồng cho cây vải ra hoa kết quả hoa.
Cây này cũng khước đó, cây này cũng khước, mà con nhìn xem. Đó là kỹ thuật trồng cho cái vải ra hoa kết quả.
cây này cũng khước đó, cây này cũng khước, mà con nhìn xem. Đó là kỹ thuật trồng cho cái vải ra hoa kết quả đó.